UC Channel, kênh giải trí và thử thách trí não. Như các bạn đã biết á, thì con cá nó có đuôi. Nhờ có cái đuôi này cho nên nó bơi rất là nhanh ở dưới nước. Vậy ở trên bờ, những loài động vật khác nó cũng có cái đuôi giúp cho nó chạy nhanh hơn, hoặc là leo trèo trên cây giỏi hơn. Ủa, vậy nếu như một ngày nào đó mà con người chúng ta có cái đuôi thì sao nhỉ? Nào, chúng ta cùng tưởng tượng thử xem nha. Nếu như con người mà có cái đuôi, nhưng mà có rất là nhiều loại đuôi. Nào là đuôi cá, đuôi chó, đuôi mèo, đuôi cá sấu, đuôi ngựa, đuôi ếch, vân vân. Và mỗi loại đuôi đều có một cái chức năng riêng đó. Bây giờ mình hãy cùng khám phá thử xem nha. Nhân vật trong video của chúng ta bây giờ sẽ thay đổi thành một cái đuôi chó. Rồi, bây giờ mình hãy cùng quan sát xem con chó với con mèo này đang làm gì nè. Nó đang cắn lộn, đang gây lộn với nhau. Thì cái đuôi của nó thẳng đứng lên trên trời. Ồ, mấy bạn ơi, vậy là cái đuôi á, nó thể hiện cảm xúc á. Cảm xúc vui, buồn, giận dữ, tức giận hay là vui vẻ, vân vân. La 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 la. Hả? Trúng trúng việc lót rồi hả? Trời, 20 tỷ. 20 tỷ mình sẽ làm gì đây? Mình trúng vé số rồi. Vậy là khi vui vẻ, cái đuôi nó sẽ quẩy qua quẩy lại, quẩy qua quẩy lại. Sao? Giờ có trả cái điện thoại cho tôi không hả? Không bao giờ, không bao giờ. Ý, đây hai người này đang gây lộn với nhau cho nên cái đuôi nó thẳng đứng luôn kìa. Còn đây, hãy xem nào, ông chú đang đeo tay phone, đang cười cười nó nói với cô bé này. Nhưng mà sao cái đuôi nó lại cụp xuống như vậy? Thì ra là chú ấy đang dối trong lòng á, chú ấy đang rất là buồn. Nhưng mà chú ấy vẫn phải tươi cười vui vẻ nói chuyện với mình. Đó là nghiên cứu của các nhà khoa học á mấy bạn. Tết sắp đến rồi, chúng ta sẽ ngồi chơi đánh bài với nhau cho vui đúng không? Nhưng mà nếu lỡ như chúng ta có cái đuôi thì sao? Hãy nhìn anh chàng này thử xem. Cái đuôi anh ấy đang ngoắc qua ngoắc lại kìa, anh ấy đang rất là vui. Vậy là anh ta đang có bài rất là tốt đây nè. Bị lộ tẩy rồi, vậy sao chơi đánh bài được đây? La 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 la. Ôi, anh đeo tai phone này đang bị bà sếp la mắng. Anh ấy rất là sợ hãi nên cái đuôi anh ấy cũng cụp xuống dưới luôn kìa. Còn anh bạn này đang xem phim hài hay gì đó rất vui vẻ nên cái đuôi ngoắc qua ngoắc lại kìa. Ý, mình được tặng một cái vé bay đi du lịch. Mình phải chuẩn bị hành lý để đi du lịch thôi. Để coi đi du lịch thì mình cần chuẩn bị gì khi có cái đuôi nè. Nào là điện thoại nè, cột tóc, báo nè, rồi phải có cái khuyên đuôi nữa. Bình thường mình đeo lỗ tai nè, đeo cái vòng ở tay đúng không? Bây giờ có cái đuôi nên mình phải có đồ trang trí đuôi nè. Rồi có nhiều khi mình phải đi cắt tỉa lông trước khi đi chơi nữa nè. Hoặc là có nhiều người đi xăm cái hình gì đó vô cái đuôi cho nó đẹp đó mà. Và có thêm cái đuôi mình lại thêm nhiều vấn đề quá ha. Các bạn có biết đuôi con công không? Đuôi con công nó thể hiện ra vẻ đẹp của người mang nó, và đồng thời như là một vũ khí để hù dọa kẻ thù đó. Còn nếu như con người chúng ta thì sao? Những người mang đuôi câu thường sẽ làm trong những ngành thời trang, thể hiện sự đẹp đẽ của nó. Đẹp quá, đẹp quá. Thôi, hành lý xong rồi, bắt đầu mình đi du lịch thôi. Đi. Khi con người mình mà có cái đuôi á, cái đuôi nó giống như cái radar vậy đó, nó sẽ giúp cho chúng ta đi thẳng hướng hơn, đi nhanh hơn, và có thể nhảy qua chướng ngại vật một cách nhẹ nhàng, dễ dàng. Nghe có vẻ thích nhỉ? Đi du lịch thôi. Trong khi bạn gái đi du lịch, chúng ta hãy thử đến một nông trại để quan sát thử nha. Có con bò. Đây là con bò. Con bò
bò đang có rất là nhiều con rận, con muỗi bay xung quanh. Và con bò đã sử dụng cái đuôi của nó để đập vô những con muỗi. Ây da, nó là một vũ khí đáng gờm đây. Nó sẽ bảo vệ con bò không cho những con muỗi chích vào. Rồi bây giờ quay lại với con người nha. Nếu con người mà có cái đuôi ngựa thì sao nhỉ? À, lúc này thì đường phố sẽ rất là sạch sẽ, bởi vì cái đuôi anh ta sẽ quét qua quét lại. Xem nè, cái đường sạch bón luôn. Còn anh bạn này có cái đuôi này thì sao? À, rồi muỗi bay xung quanh anh ấy rất nhiều. Và anh ấy đã có một cái vũ khí. Phát, phát, phát. À, mấy con ruồi này chết queo. Ơi mấy bạn ơi, mình đang đi du lịch đây, mình đã đến Úc rồi, lạnh quá, lạnh quá. Rồi phải mặc đồ ấm vô mới được, chịu hết nổi rồi. Ít, mình có cái đuôi nữa, mình phải làm ấm cho cái đuôi. Hai, mình phải đội cái mũ cho cái đuôi nè. Vậy là tính ra khi có cái đuôi á, mình cũng phải nhớ bảo vệ nó nữa nha, giữ ấm cho nó nữa. Ý, nhưng mà đó là cho cái đuôi chó có lông mỏng mỏng thôi nha. Còn đối với cái đuôi chồn như thế này á thì không cần đâu. Mấy bạn nhìn coi, nó có một lớp lông rất là dày luôn nè. Dày lắm cho nên nó rất là ấm. Và cái đuôi này là có thể làm một cái chăn để đắp lại, làm sưởi ấm cho mình đó. Rất là ấm luôn. Còn cái đuôi cá sấu, mấy bạn có thấy một lớp màu vàng ở sau đuôi nữa không? Đuôi chồn cũng vậy đó. Đó là lớp mỡ, để khi mà mùa đông tới không có đi tìm được mồi á, thì lớp mỡ này sẽ tan ra, làm cho mình được no bụng, không có bị đói bụng. Ôi ở đây lạnh quá à, chịu không nổi nữa. Chắc mình phải bay qua đi du lịch ở vùng nào ấm ấm một xíu đây. Mình đã đến đây rồi, đến đất nước Việt Nam. Ôi, ở đây ông mặt trời chiếu nắng quá à. Mình phải đội cái mũ cho cái đuôi của mình đã. Và ở đây cũng có những người tỉa lông đuôi chó nè. Anh này anh tỉa lông đẹp quá. À, bây giờ đi vô thuê khách sạn đã. À, chị ơi, cho em thuê một phòng đi. À, em muốn thuê phòng nào? À, phòng có giường và có cửa sổ nhìn ra khu rừng, hay là một căn phòng ở trên ngọn cây? Wow, khi có đuôi, phòng khách sạn cũng có trên ngọn cây nữa kìa. Dạ, một phòng trên ngọn cây. Ok. À, trời sao cao quá vậy, sao mình leo lên được đây? Cái xứ sở này người ta leo bằng cách gì nhỉ? Ồ, nhìn kìa, những người dân ở đây họ có cái đuôi khỉ, hèn gì họ sống ở trên cây kìa. Chứ còn đuôi như mình sao mình lên được đây? Những người có cái đuôi khỉ á, họ có hai tay đúng không? Và họ còn sử dụng thêm cái đuôi nữa để làm cái tay thứ ba, để phụ giúp công việc nhà cho họ. Ngoài ra hả, cái đuôi này họ có thể cong lại là làm được cái ghế rồi. Wow, họ còn leo trèo nữa kìa, đu qua đu lại rất là nhanh luôn. Và sống ở trên cây nữa. Xin chào anh. Ồ, bắt tay bằng đuôi luôn kìa. Và khi nhảy múa với nhau thì những cái đuôi này cũng phụ trợ cho họ để họ nhảy thiệt là đẹp hơn. Còn những chú đánh đàn đánh trống thì dùng cái đuôi để gõ thêm vô, tạo thành những giai điệu rất là hay. Nhưng thực ra những cái đuôi này chính là những cái đuôi rắn, mà loài rắn đuôi chuông. Khi nó bò đi nó sẽ phát ra tiếng chuông á. Và loài rắn này cực độc luôn. À, còn có một anh chàng đuôi bò sát kìa, giống như đuôi con thằn lằn á mấy bạn. Khi mà gặp tình huống nguy hiểm, nó sẽ tự rụng cái đuôi đi để chạy cho nhanh, nhưng mà sau đó nó có thể tự mọc ra được. À, còn những con người mà có cái đuôi bò sát này á thì có thể dùng nó để biểu diễn ảo thuật nè. Ấm ta la, mất cái đuôi. Đó cũng là một tiết mục rất là vui đúng không? Tự nhiên có cái đuôi xong mà biến mất. Nếu mà chúng ta có cái đuôi của con bò cạp thì sao? Con bò cạp thì nó có rất là nhiều nọc độc. Nhưng mà khi con người có cái đuôi bò cạp á, thì những người này sẽ dùng nó để thí nghiệm. Bởi vì các nhà khoa học đã tìm đã thấy được rằng nọc độc của bò cạp có thể chữa bệnh được. Cho nên những người mà có đuôi bò cạp này, họ sẽ tiết nọc độc từ cái đuôi của họ, rồi bỏ vô trong những cái ống thí nghiệm và bắt đầu thí nghiệm thôi. Họ muốn tìm ra những cái loại thuốc để cứu trị cho con người.
Hai, bây giờ đi ra biển Vũng Tàu chơi đi. Wow, ở ngoài này đã quá, nắng kìa, biển kìa. Đi chơi biển thôi mọi người ơi. Ồ, khi mà ra Vũng Tàu thì chúng ta sẽ thấy những người có đuôi cá. À, để xem những người này họ làm gì nha. Ôi, nàng tiên cá kìa. Ý, không phải, đó là con người có cái đuôi cá thôi, chỉ giúp cho bơi nhanh thôi chứ không thể nào mà sống mãi dưới nước được, không thở được dưới nước. Đẹp quá, đẹp quá. Khi con người mà có cái đuôi cá thì có thể nè lướt ván nè, rồi bơi rất là nhanh, lặn cũng rất là giỏi luôn. Ý, còn hai anh chàng này có cái đuôi con kangaroo. À, hai anh chàng này đang nhảy múa với nhau bằng điệu kangaroo kìa. À, còn anh chàng này thì đang tập cử tạ bằng cái đuôi. Ê, có một môn thể thao mới kìa. Ủa, con đuôi này đuôi gì vậy? Đuôi heo. À, còn những người có đuôi con heo thì sao? Ừ, nó giống như vật trang trí à. Cho nên những người có đuôi con heo thì có thể làm người mẫu nè, để biểu diễn thời trang, tại vì nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Ủa, vậy tại sao bây giờ chúng ta không có cái đuôi vậy mấy bạn? À, theo các nhà khoa học chứng minh á, thì ở ngay xương cụt của chúng ta là ngay chỗ gần cái mông á, ngay vị trí này, đây, ngay chỗ này luôn, ngay chỗ nhọn nhọn này nè, đó chính là nơi mọc cái đuôi của chúng ta từ thời xa xưa đó. Nhưng mà qua những tiến hóa thì cái đuôi rụng đi, nhưng mà vẫn còn cái đầu nhọn xương cụt này. Cái này giúp cho chúng ta ngồi đúng vị trí hơn. Các bạn nghĩ xem, nếu như bây giờ con người chúng ta có đuôi thì các bạn có thích không? Các bạn thích có đuôi hay là không có đuôi? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho mình biết với nha. Xin chào và hẹn gặp lại.